Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện. Bản tin ngày hôm nay, ngày 6 tháng 12 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính thức trình làng cổng thông tin Empower giúp thanh niên Việt Nam tiếp cận nhiều cơ hội về nghề nghiệp. Điểm lại những công nghệ hình ảnh và âm thanh ấn tượng tại AV Show 2016 diễn ra tại Hà Nội. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 12 tại Hà Nội, Microsoft đã phối hợp cùng VCCI chính thức đưa vào vận hành cổng thông tin trực tuyến Empower, một kênh thông tin hữu ích không chỉ cung cấp cho sinh viên, thanh niên Việt Nam những kỹ năng cần thiết về công nghệ khởi nghiệp mà còn giúp họ dễ dàng tiếp cận hơn đến những cơ hội làm việc phù hợp. Tiến sĩ Astrid Tumine, giám đốc pháp chế và đối ngoại của Microsoft khu vực Đông Nam Á cho biết, hiện có một khoảng trống lớn giữa nhu cầu về công việc của các bạn thanh niên với nhu cầu tuyển dụng của các công ty, mà thông qua giải pháp Empower, Microsoft cùng các đối tác của mình kỳ vọng có thể bù lấp được. Cổng thông tin trực tuyến Empower sẽ là một giao diện kết nối thanh niên với doanh nghiệp, đặc biệt với các chuyên gia của Microsoft, VCCI và các đối tác quan trọng của chúng tôi. Cổng thông tin được xây dựng trên nền tảng công cụ điện toán đám mây của Microsoft, sử dụng tiếng Việt. Các bạn trẻ sẽ dễ dàng trong việc tiếp cận các thông tin hữu ích để tìm cơ hội tốt cho mình. Cổng thông tin điện tử Empower được Việt hóa tại hai địa chỉ youthvietnam.vn hoặc thanhniênvietnam.net.vn. Tại đây, nhiều kiến thức mở như về khoa học máy tính, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, chân dung doanh nhân trẻ, khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động quốc tế sẽ liên tục được cập nhật. Cũng nhờ kênh kết nối này, thanh niên sẽ được tăng cường kỹ năng, còn doanh nghiệp sẽ dễ dàng tìm được lao động phù hợp, giảm chi phí đào tạo cho nhân lực mới. Hai đội tuyển Roboton đến từ hai trường Trần Cao Vân và Lê Quý Đôn của Đà Nẵng vừa xuất sắc giành hai giải nhất ở hạng mục sơ cấp và trung cấp tại cuộc thi Roboton quốc tế 2016 tại Malaysia. Cùng với việc giành được 2 trên 8 giải nhất của cuộc thi Roboton quốc tế 2016, đội tuyển học sinh Việt Nam còn giành được 2 giải nhì và 2 giải ba với các nhóm học sinh đến từ các trường Hoa Lư Đà Nẵng, Lê Quý Đôn Đà Nẵng, Đinh Tiên Hoàng thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Tất Thành Hà Nội. Vâng, cùng với việc nâng cấp lên phiên bản 8.0, ngân hàng số eBank của TPBank có sự thay đổi đáng kể về tốc độ và hơn thế, đó là sự thoải mái thuận tiện cho người dùng khi muốn cá nhân hóa tài khoản thanh toán điện tử của mình. Trong lễ ra mắt sáng ngày 6 tháng 12 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng đã trực tiếp demo thực tế phiên bản nâng cấp của ngân hàng số eBank. Với những cải tiến mới, người dùng được tùy chọn ảnh đại diện avatar yêu thích hay sắp xếp các tính năng theo sở thích, tần suất, nhu cầu sử dụng. Điều gây ấn tượng hơn cả là tốc độ xử lý giao dịch đã tăng gấp 2 lần so với phiên bản trước, nhất là trong giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng với tính năng điều hướng giao dịch. Thời gian thực hiện chuyển tiền đến người nhận được rút ngắn chỉ từ 8 giây sau khi khách hàng hoàn tất lệnh giao dịch. Tính an toàn và bảo mật cũng được chú trọng trong bản nâng cấp eBank 8.0 với việc hoàn thiện xác thực bằng vân tay, tự động cảnh báo rủi ro và xác thực qua e-token, một tính năng bảo mật cao cấp trong thanh toán trực tuyến cũng được TPBank công bố trong cùng ngày. Xuất phát từ nhu cầu của chủ shop online được tiếp cận tệp khách hàng trên nhiều nền tảng như là mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, diễn đàn. Sáng ngày 6 tháng 12 tại Hà Nội, công ty DKT đã ra mắt phiên bản mới của phần mềm quản lý bán hàng trên nền tảng mở Sapo 2.0. Sapo 2.0 được thiết kế hỗ trợ việc bán hàng đa kênh, giúp người dùng đo lường hiệu quả, chi tiết của từng kênh bán hàng. Phần mềm này cho phép các nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng tham gia phục vụ người dùng. Tại buổi ra mắt sản phẩm sáng ngày 6 tháng 12, đại diện DKT cho hay phần mềm Sapo đã tích hợp cùng với nền tảng bán hàng online BizWeb và sẽ tiếp tục tích hợp với nền tảng WordPress trong thời gian tới. Bên cạnh các tính năng trên, Sapo 2.0 còn tích hợp vận chuyển, kiểm soát chi tiết từng khâu trong quá trình giao vận. Chi phí của phần mềm này cho gói cơ bản là 3,95 triệu đồng cho 2 năm sử dụng. Hiện, phiên bản trước của Sapo ra đời vào đầu năm 2015 có khoảng 5.000 khách hàng.
Thưa quý vị, trong tháng 11 năm 2016, Tổng công ty Viễn thông Mobifone đã phát triển hơn 94.000 thuê bao mới, đạt doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận là 238 tỷ đồng. Đây là số liệu vừa được đại diện Tổng công ty chia sẻ tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 11 năm 2016. Hiện tại thì nhà mạng này cho biết đang tập trung phát triển mạng 3G và 4G, tập trung kế hoạch chặn tin nhắn rác. Dự kiến vào tháng 12 năm 2016, Mobifone sẽ tiếp tục chặn và cắt SIM đã kích hoạt trong tháng 10 nhằm đảm bảo môi trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Mặc dù vừa tung ra thị trường chưa đầy một tháng, nhưng đầu thu truyền hình thương hiệu FTV của MobiTV đã tiêu thụ được hơn 20.000 bộ. Là sản phẩm được sản xuất và phân phối theo phương thức xã hội hóa giữa MobiTV và nhà sản xuất đầu thu. Theo một số đại lý phân phối FTV, thu hút người dùng nhờ khả năng thu sóng tốt, tín hiệu ổn định. Ngoài ra, đầu thu FTV vừa có tính năng thu sóng DVB-T2 miễn phí, vừa có thể chuyển đổi sang thu xem truyền hình trả tiền khi khách hàng có nhu cầu. Từ tháng 12 năm 2016, Apple sẽ hỗ trợ người dùng Việt mua ứng dụng trên App Store được thanh toán bằng nội tệ. Động thái của Apple nhằm tăng doanh thu cho App Store, bởi trước đây, việc thanh toán bằng đô la Mỹ khiến không ít người dùng gặp khó khăn. Tuy nhiên, người dùng cũng sẽ phải phụ thuộc vào biến động giá của đồng tiền này. Trở lại với các tín đồ âm thanh thủ đô với hàng loạt công nghệ hình ảnh và âm thanh mới, triển lãm nghe nhìn Avishow 2016 diễn ra mới đây tại Hà Nội không chỉ ấn tượng bởi những màn trình chiếu quang học giúp thiết lập phòng chiếu phim tại gia với tiêu chuẩn của một rạp hát chuyên nghiệp mà còn rất độc đáo với những dàn loa tiền tỷ hay là đầu phát karaoke đạt đến chuẩn mực âm thanh nhạc phòng thu. Tổng hợp nhanh của nhóm phóng viên VTC. Đây là hệ thống loa Legacy Calibri. Mặc dù có kiểu dáng của một đôi loa bookshelf, nhưng cặp loa này có cấu hình lên đến 3 đường tiếng và sở hữu tổng cộng 5 driver, giúp tạo giải âm trầm sâu hơn và các giải âm thanh khác chi tiết, rõ âm hình sân khấu hơn. Kết cấu màn loa bass, từ cái cấu cụ loa bass đến những cái màn cộng hưởng thì nó đi khác với lại cái nguyên tắc thông thường của các loa bookshelf. Và cái loa bass thì nó nằm ở phía trên nóc của loa. Thì khi mà đánh như vậy thì là nó giúp cho mình là tiếng bass trong phòng nó sẽ đầy, nó sẽ tràn đầy trong phòng, năng lượng nó sẽ nhiều hơn và đồng thời rằng là cái acoustic cũng dễ dàng hơn, nó sẽ không bị khó setup như là các cái loa khác. Bên cạnh phần nghe, triển lãm cũng khiến người tham quan được mãn nhãn với nhiều công nghệ về phần nhìn khi được trực tiếp trải nghiệm một phòng chiếu phim tại gia với màn chiếu nội suy quang học. Công nghệ này cho phép giảm thiểu hiện tượng mất nét, nhiễu hình vốn thường gặp ở các màn chiếu thông thường khi xem ở cự ly gần. Nhờ vào công nghệ nội suy quang học mà điểm ảnh gần như bị xóa bỏ, khiến cho chất lượng hình ảnh tự nhiên hơn, nét hơn. Nếu như với màn chiếu truyền thống, vị trí ngồi của người dùng phải cách màn chiếu một khoảng cách bằng hai lần chiều ngang của màn chiếu. Với màn chiếu nội suy này, cho phép người dùng ngồi gần với khoảng cách chỉ bằng một màn chiếu mà vẫn không cảm thấy mỏi mắt và trải nghiệm hình ảnh tự nhiên. Cái mục đích mà Paramax tham gia cái AV Show lần này là mong muốn có được cơ hội để giới thiệu cái đầu cao kê high-end này với những khách mà có cái quan tâm tới cái thiết bị âm nhạc cao cấp, ví dụ như là âm thanh high-end. Điểm nhấn khác của AV Show năm nay là khách tham quan còn có thể được thử hát karaoke qua một đầu phát karaoke high-end với danh sách các bài hát có bản quyền, được hòa âm theo tiêu chuẩn của phòng thu, mang lại cho người hát cảm giác như đang hát trên nền một bản phối riêng. Tới đây, bản tin 10 phút cập nhật ngày 6 tháng 12 xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.